Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến một cái đề tài mới, một cái chủ đề mới. Nội dung là xoay quanh những cái mẫu xe huyền thoại xuất hiện vào những năm 80-90. Đó là những cái mẫu xe thuộc dòng Sport Bike hai thì nổi tiếng như Honda, Yamaha, Suzuki, Aprilia và những cái thương hiệu khác. Đây là một trong những cái dự định của mình, một trong những cái dự định mà mình sẽ làm trên cái kênh này. Mục đích của nó là sẽ chia sẻ với các bạn về tất cả những cái kiến thức mà mình đã học được và đã nghiên cứu được trong bao lâu nay. Đây cũng là một cái cầu nối, một cái nơi để anh em chúng ta giao lưu kiến thức về xe máy và đặc biệt là những cái dòng xe cổ này. Mình học được cái gì và nghiên cứu được cái gì thì mình xin chia sẻ lại với các bạn để chúng ta cùng nhau có thêm nhiều cái thông tin và am hiểu rõ hơn. Sẽ có một ngày các bạn sẽ sở hữu nó và sẽ có một ngày các bạn sẽ bắt tay vào dọn nó. Thì lúc đó chúng ta đỡ bỡ ngỡ hơn, chúng ta cũng biết về cái dòng xe này và chúng ta cũng có một chút thông tin để chúng ta bắt tay vào để dọn nó. Cũng xin chia sẻ thêm với các bạn là một mình vừa mới mua hai con NR250, một con MC16 và một con MC18. Và sau khi hết dịch, hết giãn cách, bọn mình sẽ đem nó về và dọn lại, khôi phục lại. Và bọn mình sẽ quay để cho các bạn xem. Và dự định tiếp theo trong tương lai là sẽ mang thêm một con VC22 về. Thì đối với các bạn, những bạn mà am hiểu về những cái dòng xe này thì khi nhắc tới những cái tên này thì chắc các bạn cũng biết là nó là của hãng nào và hình dáng ra sao rồi. Vậy thì những bạn chưa biết thì các bạn hãy cùng mình nghiên cứu về những cái dòng xe này nhé. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi từ nhà Honda, rồi chúng ta sẽ đến Yamaha, rồi đến Suzuki và đến những cái hãng khác nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cái phiên bản đời đầu của cái dòng NR250. Nó còn có một cái tên gọi tắt nữa, đó là MC16 nhé các bạn. MC16, MC18, MC21 và MC28 là tên gọi tắt của những phiên bản NR250 đó các bạn. Thì cái phiên bản nào mà cái số càng thấp á là cái phiên bản đời đầu, và những cái phiên bản nào mà cái số càng cao á là cái phiên bản mới nhất đó. Thì nói đơn giản vậy như vậy á, để các bạn dễ hiểu, thì cái phiên bản đầu tiên của nó là cái phiên bản MC16. Thì nói tới MC16 thì nó có một cái vấn đề như thế này, mình sẽ chú thích thêm với các bạn. Có một số bạn và có một số thông tin nói là cái dòng đầu tiên của NR250 thì nó là MC11 chứ không phải là MC16. Thì mình chú thích như thế này: MC11 nó không phải là NSR nhé các bạn, nó là một chiếc xe mang tên là NS250R. Đó, nó là cái giai đoạn năm 1985 đó các bạn. Tên đầy đủ của nó là Honda NS250R. Đó, tên gọi tắt của nó là MC11. Thì nó cũng là một chiếc sport bike, nó cũng là một chiếc xe hai thì, đó, động cơ cũng là 250. Nhưng mà đó là những cái phiên bản đời đầu. Đó, những cái phiên bản đời đầu, những cái phiên bản thuộc cái dòng xe tiên phong của Honda các bạn. Nhưng mà ở cái giai đoạn đó, bắt đầu Honda cảm thấy nó giống như là bị lỗi thời, cái phong cách nó quá cổ rồi. Người ta muốn lên một cái level mới, người ta muốn làm cho một cái phong cách nó hiện đại hơn, một cái mẫu mã nó nhìn nó bắt mắt hơn. Và bắt đầu từ đó người ta làm ra cái dòng, người ta sáng chế ra cái mẫu NSR250R. Đó các bạn, NSR250R. Thì lúc đó nó tên gọi tắt là MC16. Đó, thì mình sẽ để hai cái hình để các bạn phân biệt được. Thì nó, cái dòng trước đó, MC11, nó là của tên viết tắt của cái dòng NS250R. Đó. Và cái phiên bản sau này á, là cái phiên bản gọi là mới nhất, gọi là nó nâng cấp từ cái phiên bản này các bạn, mới nhất luôn. Nó là NSR250R và tên gọi tắt nó là MC16. Đó, nó nằm ở như vậy các bạn, để các bạn dễ hiểu. Chứ MC11 không phải là của dòng NSR250 nhé các bạn. MC16, MC18, MC21 và MC28 là thuộc về tên gọi tắt của những cái phiên bản NR250. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào thông tin của nó nhé các bạn. Mình gọi tắt nó là MC16 nha. Bắt đầu từ đây về cuối clip thì mình gọi là MC16 cho nó dễ đọc, NR250R MC16 để nó dài quá. Mình gọi tắt nó luôn là MC16. Thì cái phiên bản MC16 này nó được công bố với mọi người vào cái thời gian là ngày 12 tháng 9 năm 1986 á các bạn. Và cho đến ngày 1 tháng 10 năm 1987 thì nó chính thức được bán tại Nhật với giá là 559.000 yên Nhật. Giá đó là giá chưa thuế nha các bạn. Và Honda đặt tên cho nó là MC16. Cái phiên bản này nó thay thế cái phiên bản NS250R, là cái phiên bản đã cũ và lỗi thời rồi. Cái phiên bản mà nãy mình cho các bạn xem đó các bạn, đó là phiên bản MC11 á.
Vào những năm đó thì Honda giành được rất là nhiều thắng lợi từ các tay đua NR, nên họ mong muốn chế tạo ra một cái phiên bản nhỏ gọn hơn, nhanh gọn hơn, một phiên bản để dành cho đường phố các bạn. Và bắt đầu họ sản xuất ra phiên bản NR250 MC16 động cơ V2 2 piston. Động cơ của NR500 là V4, đó, có 4 piston, nhưng mà động cơ của NR250 là động cơ V2, đó, cũng chỉ có 2 piston thôi, cũng là động cơ 2 thì. Thì người ta ví von vui như vậy các bạn, giống như là một cái động cơ của chiếc NR500 nhưng mà cắt đôi ra thì nó thành 250, đó, người ta nói là như vậy đó các bạn. Thì cũng lỡ chia sẻ với các bạn đến đây rồi thì thôi, thì mình sẽ chia sẻ tiếp về cái phần động cơ nha các bạn. Thì đáng lẽ là mình sẽ chia sẻ cái phần động cơ sau cùng á, là mình sẽ chia sẻ về cái hình dáng bên ngoài, cái góc lái, dàn chân như thế này nọ rồi mới chia sẻ về động cơ. Nhưng mà lỡ chia sẻ như vậy rồi thôi thì mình cũng chia sẻ tiếp luôn về cái phần động cơ. Theo các tài liệu mà người ta chia sẻ các bạn, thì các xi lanh được phủ cứng bằng một lớp niken silic capo ở trên thành nhôm. Nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt khi mà cái xe mình á, nó ở cái công suất, ở cái vòng tua cao á các bạn. Còn về hệ thống xả thì nó được trang bị cái công nghệ RC van. Cái công nghệ RC van là gì thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn ở những video trước rồi các bạn. Một cái công nghệ nổi tiếng làm cho cái chiếc N này có một cái tên gọi tắt riêng là NRC van đó các bạn. Hộp số của nó có 6 cấp, 1 tới 5 lùi. Và cái bộ giải nhiệt của xe là được giải nhiệt bằng dung dịch đó các bạn, có két nước ở phía trước đó các bạn. Và hệ thống khởi động của nó là bằng giò đạp nhé các bạn, xe này không có đề, khởi động bằng giò đạp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cái ngoại hình của nó nhé các bạn. Nhìn vào bên ngoài, nhìn vào cái dàn áo và cái dáng của nó, các bạn liên tưởng đến những cái mẫu xe nào? Có phải trong đầu các bạn xuất hiện là những cái mẫu xe đua, những mẫu GB250, GB500 vào những cái giai đoạn 60, 70, 80 không các bạn? Đúng rồi, đó, cái đặc trưng của nó là như vậy. Những anh em mà yêu cái nét cổ điển, hoài cổ của cái dòng N này các bạn, họ luôn luôn tìm về mua về cái dòng xe MC16 và MC18 để dọn các bạn, nó giữ được cái nét đặc trưng của nó hơn. Những cái dòng sau này như là MC21 và MC28 nhìn nó rất là hiện đại nhé các bạn. Tuy nó được sản xuất vào những năm 80-90 thôi, nhưng mà cái phong cách của nó hiện đại mãi cho đến bây giờ vẫn không bị lỗi thời nhé các bạn. Không bị lỗi thời. Để ít bữa nữa mà tới những cái video MC21 và MC28 á, mình sẽ chiếu mấy cái tấm hình để lên cho các bạn xem, rồi các bạn sẽ thấy được cái phong cách đó. Hoặc là vô tình mà các bạn gặp ngoài đường các bạn cũng sẽ thấy. Các bạn không nghĩ nó là một cái chiếc xe cổ vào những năm 90 đâu. Các bạn nghĩ là chắc nó mới sản xuất ở năm 2020 hay gì đó thôi, tại vì nó rất là hiện đại đó. Nhưng mà nó cũng có rất là nhiều cái nhu cầu, nó sản xuất cho rất là nhiều cái nhu cầu. Ví dụ như những bạn mà yêu thích những cái mẫu xe đó, những cái form dáng đó hiện đại nhưng vẫn mang tính chất cổ điển, hiện đại nhưng cổ điển, thì những phiên bản MC21 và MC28 sẽ đáp ứng, sẽ phù hợp với các bạn. Nhưng mà những bạn mà yêu thích những cái phong cách cổ hơn nữa, nhìn nó cổ điển hơn nữa, thì MC16 và MC18 sẽ làm cho các bạn hài lòng ở cái điểm đó. Thì mình chia sẻ với các bạn, mình nói như vậy để sau này tới những phiên bản đó các bạn hiểu luôn, các bạn biết luôn, các bạn không cần phải so sánh lại những phiên bản cũ nữa. Bây giờ tiếp tục nhé các bạn. Cái phần đầu đèn trước của nó chỉ có một mắt thôi, các bạn nhìn cái dàn áo này luôn và cả cái đầu đèn và cái dáng xe này luôn, các bạn thấy nó giống thằng nào của cái dòng NR đúng không các bạn? Nó giống y cái thằng NR150R các bạn, phiên bản đời đầu của dòng NR150 á, nó cũng hào hào chiếc này vậy các bạn. Cái thùng xăng của nó các bạn, thùng xăng này là 16 lít nha. Thùng xăng của MC16 này là 16 lít. Thì cái thùng xăng của MC16 và MC18 nó có một cái đặc trưng rất là hay, là nó có một cái ống dây đó các bạn, một cái ống dây hơi đó các bạn nhìn nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Thì MC21 và MC28 hiện đại hơn, không có hai cái ống này. Nhưng mà thì đối với cá nhân của mình á thì tùy thôi nhé các bạn, mình thì mình lại thích hai cái ống này, nhìn nó đẹp và nhìn nó đấu, nó cổ hơn, nó giống có gì đó một chút GB ấy các bạn, giống những cái bản xe đua các bạn đó. Thì MC16 và MC18 sẽ có hai cái ống này nhé các bạn, còn MC21 và MC28 sẽ không có. Và bây giờ mình nói về cái khung sườn, thì cái khung sườn của chiếc MC16 á các bạn và những chiếc sau này á, nói tóm lại là cái khung sườn của chiếc NR250 á, nó làm rời nha các bạn, nó làm rời. Đối với những chiếc xe mà 150 như mình đi ha, những chiếc NR150 hay những chiếc xe thường phổ thông chúng ta đi, thường là cái sườn nó sẽ có nguyên khung là từ cái sườn và cho đến cái phần đuôi, nó dính liền vào như vậy đó các bạn, nó không có rời. Nhưng mà cái chiếc NR250 á, là nó rời cái phần sườn nó là có hai phần, là phía trước ở cái phần để giữ cục máy,
và phần phía sau là cái phần đuôi và cũng là cái phần mà để chúng ta gắn cái ghế ngồi và cái phần dàn áo đằng sau đó các bạn. Nó chia ra hai phần, đó cái sườn nó là như vậy, đó các bạn nhìn nè, các bạn hiểu. Và mình làm cái này á, các bạn những các bạn không biết về cái dòng này á, muốn đang tìm hiểu thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn, đặc biệt là các bạn sẽ phân biệt được, nhìn sơ sơ thì các bạn sẽ đoán được cơ bản là cái sườn này của MC16 hay MC18 hay MC21 hay MC28. Để từ những phần sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cơ bản để các bạn nhìn, để các bạn phân biệt được những cái khác biệt của những cái sườn này. Thì cái sườn MC16 này là nó gọn nhất rồi đó các bạn. Các bạn có thấy cái sườn này nó giống cái sườn của chiếc nào trong cái dàn N mà chúng phổ thông mà chúng ta chơi không? Nó rất là giống với lại cái sườn của chiếc NR150RR các bạn. Cái sườn rất là nhỏ. Các bạn để ý nha, cái dòng NR150 cũng vậy đó. Cái sườn của nó nhỏ. NR150RR nó nhỏ và NR150SB nó to hơn. Đó, nó cũng là 150 mà nó to hơn. Thì cái thằng NR250 này cũng vậy. Cái sườn của MC16 á nó nhỏ. Đến cái sườn MC18 á thì nó to hơn xíu, và đến cái sườn của MC21 và 28 á nó bự hơn nữa. Đó, từ từ thì làm tới đâu mình chỉ cho các bạn tới đó, thì các bạn nhìn cơ bản là các bạn biết đâu là cái sườn 16 và cái sườn 18 và cái sườn 21, cái sườn 28 rồi. Đó, chia sẻ với các bạn như vậy. Cái phần sườn của nó á, là phần sườn của NR250 á là hai phần. Phần phía trước để giữ máy, giữ thùng xăng, và phần phía sau là cái phần đuôi để bỏ cái dàn áo sau và cái ghế ngồi vậy các bạn. Rồi cái phần gấp nha, cái phần gấp của cái thằng MC16 á các bạn và cái thằng MC18 nó hao hao nhau á các bạn, đó là gấp thẳng nha. Còn MC21 á nó là cái gấp cầu và MC28 nó là gấp một bên. Đó thì mình nói trước cho các bạn như vậy đó, mình nói trước cho các bạn như vậy để các bạn tới những cái video đó là các bạn hiểu luôn, các bạn nhìn là các bạn biết phân biệt luôn, không cần phải quay lại mà so sánh chiếc này với chiếc kia. Đó, mình chia sẻ thêm với các bạn như vậy. Về cái phần phanh thắng của nó các bạn, thì phía trước nó sử dụng hai thắng đĩa và ở phía sau một thắng. Đó, các bạn thấy không, phía trước của nó là hai thắng, nhìn rất là đặc biệt, rất là giống như một cái chiếc mô tô phân khối lớn thực thụ vẽ các bạn. Mâm của nó, mâm về cái bản đời đầu này là cái bản MC16 này á là mâm 3 đao, và những cái bản đời sau MC18 của nó là mâm 6 cây đó. MC18, MC21 là mâm 6 cây và MC28 là mâm gấp một bên đó. Cái đó thì từ từ tới đó mình sẽ chia sẻ các bạn thêm. Cái phần mâm của cái thằng MC16 này nó có một cái khuyết điểm như thế này nữa là các bạn, là cái bánh trước của nó là 17 inch nha. Bánh trước là 17 inch nhưng bánh sau của nó là 18 inch. Đó cũng là một cái vấn đề khó khăn y như cái chiếc NR150RR mà mình dọn các bạn. Cái mâm 18 inch thì nó lại không có phổ thông. Nó rất là khó cho các bạn trong cái việc mà chúng ta thay vỏ bảo dưỡng này nọ các bạn, rất là khó. Đối với những cái vỏ xe này nè mà nó 17 inch á, cái mâm 17 inch thì chúng ta đi chơi, chúng ta đi gì tour hay gì đó, nói chung là chúng ta linh động được nó dễ hơn. Còn cái mâm 18 inch thì trong cái quá trình dọn xe thì cũng hơi cực xíu thôi các bạn, nhưng mà cũng không có vấn đề gì hết. Nói chung là mình chỉ chia sẻ với các bạn như vậy thôi, là nó hơi khó về cái phần mâm 18 inch này. Thường á thì là dọn á là sẽ đi về 17 inch hết. Và đặc biệt sắp tới mà dọn cái con MC16 nè, tụi mình sẽ đưa về 17 inch luôn, chứ tụi mình không có để 18 inch, sẽ đi về mâm 17 inch. Và tụi mình lấy mâm của CBR250 á các bạn, tụi mình lấy cái mâm 6 cây của chiếc CBR250 á, tụi mình bỏ qua để cho nó về lại 17 inch, bánh lớn luôn nha các bạn. Đó, thì tới lúc đó mình dọn mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái phần đó. Nãy giờ là chúng ta đã nói về cái phần dàn áo bên ngoài rồi nè, chúng ta nói về phần động cơ rồi nè, chúng ta nói về phần dàn chân rồi, và chúng ta nói giờ chúng ta sẽ nói về cái phục. Các bạn thấy là cái phục sau của nó nha, một cái phục monoshock, cái phục này thì nó không có ok bằng những cái phục đời sau nha. Mình không phải là không ngon, nhưng mà mình cảm thấy là nó không có đẹp tinh tế bằng, tại vì những cái phục đời sau như MC18 trở lên đó các bạn, hình như là nó có bình dầu rồi. MC18 trở lên là nó có bình dầu rồi, nhìn nó hầm hố hơn, và cái bình dầu đó người ta bỏ ở bên hông á các bạn, bỏ bên hông ở chỗ cái sườn á, nhìn rất là thích. Đó, để vào những phần sau á mình quay cho các bạn xem. Còn cái phục trước của nó á, cái dòng NR250 nó có một cái điểm dở như thế này là nó so với những cái dòng xe anh em của nó á, thì cái chỗ này nó không có cao cấp bằng. Là cái phục trước của nó vẫn là một cái phục ống lồng bình thường rồi các bạn. Ngay cả cái bản đời cao là cái bản MC21 và MC28 nó vẫn là cái phục ống lồng luôn, nó không phải là cái phục upside down. Cái thằng Yamaha các bạn, Yamaha TZR phiên bản 3XV các bạn, là nó đã chơi phục upside down rồi. Cái thằng Abila cũng vậy, Abila RS250 nó cũng chơi upside down, và cái phiên bản của thằng
VG22 và VG23 của Suzuki ấy, các bạn, nó cũng chơi đã chơi upside down rồi, nhưng mà cái thằng NR của mình từ MC16, MC18, MC21 cho đến MC28 vẫn chơi phục ống lòng. Đây là một cái điểm dở. Và khi anh em dọn NR, người ta luôn săn những cái phục upside down á, thì người ta up vào đó để cho nhìn nó đấu hơn, nhìn nó ok hơn. Cái phục này, phục ống lòng này nhìn thì nó nguyên zin, nó đẹp đó, nhưng mà nói về tinh tế hơn thì cái phục upside down mình vẫn đánh giá nó cao hơn cái phục phục ống lòng này. Đó là một cái điểm mà mình thấy N250 nó không có hoàn hảo về cái phần phục trước này. Đó là cái cá nhân của mình thôi. Bây giờ mình nói về cái góc lái nha các bạn. Về cái đồng hồ của nó, các bạn thấy không, là nó có một cái đồng hồ thông số vẫn bình thường như tất cả những cái đồng hồ khác. Mình đứng những cái thông số cơ bản thôi, một cái vòng đo tua, một cái đồng hồ đo tua, một cái đồng hồ đo vận tốc chạy được, và cái đồng hồ đo cái quãng đường, tất cả cái quãng đường mà chúng ta đi được nè, và cái đồng hồ đo order nè, và tiếp theo nữa là cái dàn ghi đông của nó các bạn, chuẩn slip on luôn các bạn. Đó, chuẩn slip on là cái ghi đông của nó, cái hai cái tay cầm của nó nằm ở dưới cái ghi đông, nó đẹp hơn những cái xe mà phổ thông. Tại vì xưa giờ mình chơi từ những xe nhỏ đi lên mà, cho nên mình thấy được những cái điều này. Những cái xe nhỏ của mình, những cái tay cầm á, nó nằm ở trên cái miếng chặn ba ở trên này các bạn, đó, cái miếng ghi đông này nè. Nhưng mà mấy cái bắt đầu lên 250 bắt đầu chuyển sang phân khối lớn thực thụ rồi đó, là bắt đầu là nó đưa tay cầm xuống dưới đó. Và đặc biệt hơn nữa là cái phần nó nhìn nó đồ sộ và nó không có bị trống. Đối với chiếc NR150RR của mình á, mình nhìn ở phần đằng trước của nó các bạn, dây điện đồ hay gì á, nó cái đầu nó đưa ra và cái đồng hồ nó nhỏ, nó có một cái khoảng trống. Và đặc biệt chiếc LS125 các bạn nhìn xuống cái phần đó nó hơi thô. Đây là cái cá nhân của mình đánh giá thôi, là nó hơi thô về cái phần gốc lái. Nhưng mà đối với những chiếc 250 các bạn thấy ở phía trước nó rất là chằng chịt, nhìn nó rất là dày đặc mà nhìn nó đồ sộ và nó đẹp hơn, nó lấp đầy những cái khoảng trống hơn. Còn những cái chiếc như LS125 hay chiếc NRR của mình nữa các bạn, ở phía trước nó hơi trống và nhìn thấy được luôn cả cái phục ở dưới, cái bánh ở dưới nhìn này nó hơi thô đó. Nhưng mà chiếc 250 thì nó hoàn hảo hơn, nó hoàn hảo hơn đó. Hôm nay chia sẻ đến với các bạn như vậy thôi, cũng hết thời gian rồi. Để bữa sau đi sẽ chia sẻ tiếp với các bạn về cái chiếc MC18 BGM2, BGM1, BGM2, cái chiếc nồi khô phiên bản MC18 và phiên bản MC21, 28. Rồi bắt đầu mình sẽ chuyển sang nhà của Yamaha nha các bạn. Chào các bạn nha.